việc này. Đấy, bây giờ xong rồi là mình cho ăn rồi. Giờ mình bó. Chưa. Rồi mình tao đé cho về cho nó chín cái nha anh em. Đem sao đé quay lại cho đé nó được chín một tí chứ không mà đé nó sống ăn được nó cứng lắm. Đé phải thiệt chín thì nó mới mềm được. Còn đây là sữa này. Đây sữa thỏa nè. Sữa đặc nha anh em. Mình phe vô cho nó thấm vô đé cho nó ngọt. Đấy, anh em phải rắc một lượng khe khé vào. Cho nó thiệt thấm vào. Đấy độc lộ nhỏ đấy. À chế được rồi chứ. Ủa, thơm cơ không? Chứ sao không thơm không? Chú, thơm lượng anh em ơi. Không biết là cái món mầm đá Trạng Quỳnh đã bị thất truyền mấy trăm năm sau khi mà vô tay của Tiến Mà Lách và Ngọc Tôn thì sẽ như thế nào đây? Được chưa? Được anh. Nào, sáo lên. Sau khi mà sáo đều đều một tí cho mấy cái viên đá này nó bắt đầu chín rồi anh em. Cái này mềm mềm rồi thì mình sẽ cho hành ớt vào. Giờ đá nó chưa được mềm lắm. Nghe là ngắm sữa cho có mùi sữa nè. Sợi luôn. Đấy, anh em thấy người đàn ông đám đang chưa? Cô anh em nhìn con này nó ném nó mềm mè sữa nó lên ái này. Cái đây là hút sâu ạ. Tiếp tục này thêm chút sữa nữa không? Thêm hay thêm sữa anh chả đẻ chứ có đâu. Chút sữa đi. Anh em biết tại sao mình cho sữa ông thọ không? Đáng lẽ là thường thường người ta sẽ dùng sữa bịch. Nhưng mà sữa bịch thì nó sẽ thành nước hết. Còn sữa ông thọ thì nó sẽ thấm vào đá thì đá nó hút nước. Như nó hút sữa cho nên phải cho sữa vào. Anh em phải đợi một thời gian lâu lâu một tí nha. Cho khi nào mà đá nó mềm ra rồi là chúng ta mới bắt đầu là cho cái nghiêng cho hành ớt vào. Chứ bây giờ đá nó chưa được mềm cho lắm. Mình thấy nhiều quá, coi nhiều quá ngọt quá ăn tiểu đường luôn á. Đây đợi cho nó ngấm, nó keo lại. Để sữa nó chân về nó bu bám thế vậy. Nhìn hấp dẫn quá anh em ơi. Mềm vậy. Còn thử đá mềm nha ông, lấy cục cánh thư mềm mềm đá nha. Thì phải cho lấy cục cánh thư đá mềm chưa? Thử miếng này. Của phòng ngó nha, cục đá khi mà nó gặp nhiệt là nó cưa lắm á. Bộ đá thiệt chưa? Nó không, bỏ đi, đợi chút nữa mình thử luôn. Ngọt, ngon ạ. Sao ngọt sữa mà không ngon đâu. Chúng mình là nóng chịu không nổi không về để mình để ôm vô các phòng lửa luôn ạ. Rồi bây giờ là chắc nó chín tới rồi anh em ơi. Chỉ cái bé bỏ cho quỳ vô. Bé chắc nó mềm rồi ạ. Đây là gia vị gồm cả sẻ, hành, về ớt, về đường, mắm, bẻ quên, muối, đường, muối, bột niêm nha anh em. Chuột. Là gì ở một bán chưa thơm lẫn luôn á. Quá chưa mình cứ cần cho nó chút ngợ cho đé nó vàng vàng vừa ăn nghe nó cứ cần phải cho ngợ ông Tôn tại vì tôi thì cái món đây là món cho vui ăn mà cho nên là tôi đâu có công thức đâu thôi ngợ nó bị mùi nó chơi ngợ sữa nó không ngon này chú anh em nhìn thấy ngon không đang mát các bạn tôi không biết ăn được không mà tôi thấy là rẻ rồi ạ. Ờ, cứ dẫn em ngang, Má nhỏ mua không? Sao không? Anh đi bán mắc quá. Đé lụm miệng phí mà bán 5 ngàn gì á. Bây giờ là Tôn sẽ giúp mình múc cái số... múc cái món ra bên ngoài nha anh em. Wow. Rộng. Như là đá nó mềm rồi nó kêu đùng đùng ngon ơi. Chắc chưa chín tới. Không, chín rồi à, tôi nghĩ đá chín rồi à, mềm luôn á. À. Rồi tôi coi. Chưa. Một khó rồi anh em ăn nó đây nhiều mà đông mà. Mà sao vậy em ăn cái món đây chưa? Chưa nè em, trời ơi cái món này vua, ông vua gì mà đại sĩ về số hầu xưa ông ăn em nhớ nè. Đi học mà chẳng lẽ không biết cái món này, em biết cái món này là món gì không? Đúng rồi, mầm đá biết là sao, chưa ăn.
Chưa ăn nghe. Dạ vừa bữa nay ăn thử món mầm đá cho nghĩ sao mà trước kia vua ăn được và nay mình ăn thử nha. Ok, nói chung là sau khi mà món ăn đó hoàn thành thì mình cũng xin mời cái vị khách mà từ ở Phú Yên mà vào đây thăm mình. Rồi mời ông tôn cái món mầm đá của Trạng Quỳnh này. Tuy là nó không được giống của cái ông vua kia. Ông vua kia phải hầm mất khoảng cỡ ngàn đi mẹ. Nhưng mà mình thì chỉ mới có tí đã xong rồi. Thôi cứ thử thử đi, cái món này ra sao không? Làm mấy này? Ừ, làm con ốc vậy đó. Mà anh em nha. Đấy. Đá nó mềm chưa ông? Chưa chín tó nè. Chưa chín tó hay còn cứng hay? Cứng quá. Cứng hay không? Nhưng mà cái gia vị quá ngon. Chứ sao ngon, tôi thấy con chó sữa tôi đóng mạch mà. Ngọt ngọt, cây cây. Nói chung là ngồi được á, cái đây là nhậu là không sợ hao màu. Cứ vậy á. Nên anh em nào mà có thiếu tiền thì cứ làm cái món đây mà nhậu nha. Rất ok luôn. Lên. Hít thử đi. Được chưa? Chín rất là đều anh em. What? Chín rất là đều ấy, mềm không? Mềm đó. Tôi cũng cùng lên luôn á. Đâu có đứa nhỏ nào muốn thử không? Em có muốn thử đi. Cái món này vô chỗ anh Tôn ngầu đàng hoàng chứ. Ờ à. Ngầu chỗ anh Tôn đàng hoàng chứ. Mình là ngầu xuống đàng hoàng em. Đấy. Mềm không em? Không em. Chứ sao? Cái đế là mẹ nó mềm. Tao cô vẫn còn thanh niên nói câu được cứng ngách à. Đây mình thử miếng thử đi. Đây mình bóc cái cục vào này. Đây mình mời anh em một miếng mầm đá Trạng Quỳnh nha. Nói cái tên đó cho nó căng chứ mình nói mầm đá không nhiều anh em không biết phải nói chữ Trạng Quỳnh nữa. Còn nếu như mà các anh em không biết mầm đá Trạng Quỳnh ra sao á thì các anh em có thể lên Google và gõ trên Google á là mầm đá Trạng Quỳnh, nó sẽ ra cái món này nhưng mà không phải như mình làm đâu. Mình để mình thử một miếng thôi. Rất tuyệt anh em ơi. Nói chung là cái viên đá này á mình không ăn được. Nhưng mà cái gia vị của nó anh em, khi mà mình cho nó vào á thì rất là ngon luôn. Ăn kèm một ít rau rèn nữa thôi chứ bé cháu chét cái món này mà nói nhậu thôi chứ thiên trường địa hải luôn á. Không bao giờ mà hết màu mà dưới lại không bao giờ mà nó dở được. Cái đây mà hồi nãy mà mình cho thêm một bịch sữa bịch nữa là ngon, có cái nước á mình húp luôn. Đây hạt keo. Nó hạt keo chút này sữa bịch là ngon. Làm khô nữa. Dạ miếng hả em? Anh hứa với em là cá cũng đòi em không ăn được lần thứ hai đâu. Cho nên là phải biết tận dụng những gì mình đang có. Đồ kiếm đồ đồ đem nữa, đẻ đúng không? Cái cây thi đẻ phải không? Ừ. Giờ làm một nhậu nhậu không? Chưa, ngon. Múc chục chục mà. Ok, rất là cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi cái clip này của mình. Nếu như mà cảm thấy cái món mầm đá của Trạng Quỳnh mà thấp truyền hơn một tí năm nay mà thú vị thì nhớ nhấn một like và một share. Và đừng quên click vào đăng ký, nhấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ kênh của Tiếng Black nhé. Rồi, bye bye anh em nhé. Tất nhiên không phải thời gian mong manh nó chứng minh được gì đâu. Nếu thời gian chia rẽ hai đôi tim thì em có chắc tin vào người kế tiếp. Trong thời gian có thể, chỉ có thể lưu lại kỷ niệm vui. Anh đâu thể để mất em vì những chuyện không đáng.